Ninh Thuận nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, gắn liền với cát, sỏi đá và biển xanh thâm thẳm, tạo nên sức hút khó cưỡng. Chính vì vậy, các quán cà phê sân vườn trở thành địa điểm yêu thích của phần đông thực khách trong tỉnh và cả những du khách mỗi khi có dịp ghé thăm vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Tọa lạc tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, từ bên ngoài, Memory Coffee đã gây ấn tượng bởi không gian xanh mát và bắt mắt. Với nhiều khu vực được thiết kế khác nhau, nét đặc sắc của địa điểm thưởng thức cà phê này là không gian yên tĩnh, hồ nước mát trong đang xen với khu vực nuôi chim kiển, giúp thực khách có được trải nghiệm thực tế, thích hợp cho những gia đình có con nhỏ, muốn trẻ có một không gian gần gũi với thiên nhiên. Lối đi phụ bên trên một hồ nước nhỏ dẫn vào Memory sẽ đưa thực khách đến với một không gian hoài cổ của thập niên 80-90 thế kỷ trước. Từ bàn ghế cho đến các vật dụng trang trí như xe máy, đèn, khung cửa sổ được quán dài công sưu tầm sẽ gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Phong cách thiết kế của Memory Coffee thì theo hướng là sân vườn, không gian của quán thì rộng rãi, thoáng mát. Vào các dịp cuối tuần thì nhiều gia đình thích cho con em mình đến đây để vừa có thể ngắm chim mà vừa có thể chơi với cá nữa. Đồng thời thì cái thực đơn của quán cũng rất là phong phú, cho thực khách có nhiều cái lựa chọn. Và bên cạnh đó là các bạn nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Không chỉ thu hút bởi không gian sân vườn độc đáo, địa điểm này còn có khá nhiều loại thức uống làm hài lòng thực khách, được pha chế theo công thức riêng của quán như Hawaii Breeze, cà phê lắc, da ua trái cây lắc. Nếu yêu thích sự yên tĩnh, mát mẻ hoặc muốn thưởng thức đồ uống mới lạ, thì đây là địa chỉ mà thực khách không nên bỏ qua.